rồi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng dần. Ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin sống này vào năm mùa mà không mất đi. Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Chọn kiếp này ai theo đường sự sống chọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiền vinh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống trái tim vàng của Chúa yêu thương, ngày ra tư suối tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ái, tên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết.
trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn, với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm, dù thương không bến bờ. Xin dâng Cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Tức là rời cái thế gian này như một cái ngôi nhà tạm
với một hành trình để đi về với mục đích, đó là nhà của Thiên Chúa, đó là nước trời. Và đó cũng là niềm khát khao, niềm tin tưởng mà ông Luca đã luôn luôn trung thành và nhắm tới. Hôm nay cuộc hành trình ở Dương Thế đã kết thúc với ông Luca, nhưng mở ra một cánh cửa nước trời. Đó chính là việc hy vọng của tất cả mọi người khi tôn hữu chúng ta, và đặc biệt là của ông Luca. Vì thế cho nên trong cái giờ phút này, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, bởi vì Thiên Chúa là Cha luôn luôn mời gọi con cái Chúa sống tỉnh thức và hướng về nhà Chúa. Chúng ta cũng cùng cầu nguyện cho ông Luca trong nghi thức lập quan này, để nếu như cuộc đời con người có khuyết khuyết thiếu sót nào đó, thì xin Chúa rộng lượng thứ tha như vậy mà đón nhận ông Luca vào cùng con cái Chúa. Với cái điều như thế, chúng ta giờ đây hiểu ý cùng nhau, chúng ta cử hành nghi thức tập quan và cầu nguyện cho Luca. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần gửi con thánh hiến hồn con, ban xuân cho con lòng ơn tràn chứa. Yeah.
đảm bảo bình minh sẽ tăng đẳng cho tất cả các dân dân của một đội tuổi địa điểm. Trên những ngày này, người sẽ đất đất những chiếc đăng đăng hoa văn của chúng quân quân dân và bức tượng hoàng đăng của phụ trên của họ nước nước. Ngài sẽ đi tìm được diện sự thiết chế đến đây quân quân đất. Chúa bảo là thiên nhiên Chúa nước sẽ không ngon phải nước nước hoàng đăng trên của họ quân quân hoàng đăng và loại bỏ đất của dân dân ngày này khỏi hoa văn hoàng đất đất. Vì Chúa đã tăng hăng hăng như vậy. Và vào ngày này, người tăng hăng sẽ nói, đây mà là viên viên Chúa của chúng ta đã mong mong tầm ngày này, để ngày này phải khoác mắt của chúng ta. Ngày là Chúa, đầm đầm của chúng ta đã cho trong tầm tầm. Chúng ta đã hãy thân thân hoa tăng và cũng như một mừng trong trong ơn ơn của bộ của ngày này. Đó là lời ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa và ông Luca mà Chúa đã truyền ra khỏi đời này về với Chúa được rốt ơn cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tới Chúa vượt qua cửa sự chết an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh dưới ánh quang mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và miêu rể ông. Lạy Chúa xin xóa mọi vết nhơ nơi linh hồn tôi tới Chúa và đến ngày trọng đại được phục sinh và ân hưởng. Xin đoái hương phục sinh tôi tớ Chúa cùng các thánh và những người Chúa chọn. Xin cho tôi tớ Chúa được thứ tha mọi lỗi lầm, được hưởng sự sống bất diệt trong vương quốc vinh hằng của Chúa. Chúc con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế, chúng ta đang muốn đi lên nơi đầu tàu chiếc chiếc phan 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 này để bỏ lòng thương mến, nhớ nhớ tiếc và biết biết ơn. Tuy nhiên, Chúa sẽ cất cất thiết chiếc răng răng hoa hoa của chủ thiên trên môn môn dân. Bước của hàng đàn của chủ thiên trên mỏ mỏ lực ước sẽ tiêu diệt sự thiết chết đến môn đời và cho người thân của chúng ta nên được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những chiếc răng răng này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta trong đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Lạy Chúa là Cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng ủi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những chiếc khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tan khóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúc con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến,
Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Mà theo giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế, Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc quả thiêu cách kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi mà ban cho ông Luca được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo khoan này, để thân xác tôi tới Chúa là ông Luca được yên nghỉ trong đó và chờ ngày Chúa cho sống lại về hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lại cha ơn cha như thái sơn cao vời, con biết sao đền bồi cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương
đi về hướng lòng thanh nhàn. Toàn dưỡng dụng con trai tiếp theo đạo lành. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ, cha vội ra đi con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Bố đã mất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy, phù lao chín chữ dạt dào dòng lệ biết bao nguôi. Tìm đâu tiếng nói của người, êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin.
chúng con cũng ba mẹ con ở chung.
bởi thánh ca chết và tam giác xuống ngục, cố tông mày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại nên trời hữu đến mẹ các bố cùng mày sau với trời này xuống quan xếp kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin tính nước chúa thánh thần, hằng có ở khắp thế này các anh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác mai mười ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Này Chúa, con ở dưới bầu cháu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu con. Này nắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chất tội nào ai rồi được. Bởi Chúa hằng có lòng mà hãy cùng vì lời Chúa ban hương. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm vấn nước Chúa trời đêm ngày. Hãy trông cậy người cho nhân, vì người các nhân hành hãy thương vô cùng. Sẽ tha hết mọi tội nỗi kẻ làm thân người thay thái. Này Chúa, xin ban cho linh hồn ngũ ca được nhất là những linh hồn Chúa thương xót hơn. Này Chúa, xin yêu lấy các linh con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương lên các linh hồn ở địa ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng sáng soi cho nên. Chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn ngũ ca ta khỏi chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp nước nữ đồng chí mà Chúa giơ tay gặp cắt lửa lùng nấu vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn ngũ ca ta khỏi chốn âu sầu. Công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay bật cắt lửa lùng nấu vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn ra khỏi chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay bật cắt lửa lùng nấu vô vâng. Tôi thay mặt cho bà cụ bản có ý kiến. Thưa các con trai, con gái, con dâu, con rể và các cháu chắc chú của cụ Luca, được tin cụ 250 trước bắt về, con cháu chắc của cụ đã lặn nổi đường xá xa xôi đã phi cụ về đây đầy đủ dâng hương kính tiếc linh hồn cụ và có lời cầu nguyện để xin Chúa sớm đón nhận cụ về thiên đàng của nhà Linh Chúa. Thay mặt cho bà cụ vàng, tôi xin ghi nhận và cảm ơn các con các cháu của cụ. Và tiếp theo chương trình thì cũng xin mời các con các cháu của cụ túc trực bên linh cữu của cụ và kết hợp no niệm cho cụ cũng thi bổ yên mà ấm. Xin cảm ơn. Thank you.
trần gian, mấy ai biết ngày hợp ta. Hôm qua hỉ hoan, đùa vui hát cười rộn rã, mà nay người đã ra, lời ca nhiều xót xa. Phút giây xa thân lụi tan, còn đâu nữa mà thở. Chưa quên chân lý này,
trong ngày sau. Sẽ có một ngày con Chúa tái lâm ngự đến, phán xét nhân trần người lành kẻ dữ chiếu theo lòng mê. Sẽ lau khô sạch mặt lệ sầu khổ những ai khóc than, những ai trung lên chuông phúc vinh trường sinh. Người ơi hãy nhớ ghi sâu tâm thân, chưa quên chân lý này. Đường ta đang đi trôi nhanh qua mau, thank you.
nằm xuống khép mắt u buồn, dạ từ trần gian ngủ yên năm tháng. Rồi một ngày Chúa đến gọi tôi tớ của Ngài, dạ từ trần thế đi về quê trời. Con xin Ngài, con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ, con xin mẹ đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn được về quê hương thiên đường. Nằm xuống khép mắt âm thầm đi vào bình yên tình yêu vô cái. Chậm thật chậm Chúa đến rồi tôi tớ trung thành ra trình diện Chúa để về quê trời. Con xin Ngài, con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ, con xin mẹ đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn được về quê hương thiên trần thế đi về quê trời. Con xin Ngài, con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài được về quê hương dấu ai. Đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn được về quê hương thiên đường. Trầm thật trầm người nằm xuống khép mắt âm thầm đi vào bình yên tình yêu vô cái. Chậm thật chậm Chúa đến rồi tôi tớ trung thành ra trình diện Chúa để về quê trời. Con xin Ngài, con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài
được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ, đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàng, được về quê hương thiên đường. Con xin ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài, được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ, đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn, được về quê hương thiên đường. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xúc con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồn sóng đại dương. Dòng nước cuốn trôi bao chiều phong ba cùng xô lâm tấm thân con. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã dòng lệ thắm ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn chung kia. Kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Và Chúa đã nghe tiếng con.
nay trở về cùng cha bao năm cách xa lâu là một đời tôi lỗi xin cha thương xót đời con. Đời con nay đã lỡ làng, năm tháng hoang đàng giờ còn gì đâu xứng đáng. Một kiếp lâm than xin cha xót thương muôn vàng. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương. Chẳng còn vấn vương bên cha, ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp. Cha ơi, con nay trở về, từ trong cơn mê ghi sâu dấu chân bạc tình. Đời đâu đẹp như con say mơ ước từ lâu, sầu đau giăng kín mịt mùng, trong nỗi khốn cùng chẳng hề được ai thương giúp. Mình cha đang trông ngóng con từng giờ. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương. Chẳng còn vấn vương bên cha, ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp. Để cha yêu thương con như đứa con hôm nào, chỉ mong cha xem con như tôi tớ của cha. Tình cha thương mến hai hà, quên hết tất cả và rộng vòng tay âu yếm. Đẹp của tình cha bao la thiết tha chan hòa. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương. Chẳng còn vấn vương bên cha, ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn đời. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương. Chẳng còn vấn vương bên cha, ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn đời. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương. Chẳng còn vấn vương bên cha, ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn đời. Thank you.
bên Chúa, bước chân đi qua tháng năm vội vàng, có tiếng cười buồn vui kiếp người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Như nay kia tìm mùi suối mát, nhiều chim non tìm tổ nấu nương, con mong tìm về bên Chúa nghỉ ngơi. Hồn con mong về bên Chúa, hồn con mong về bên Chúa, bước chân đi qua tháng năm vội vàng, có tiếng cười buồn vui kiếp người. Cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Như hoa kia ngày nào sắc thắm, nhưng hôm nay hoa vội biến tan. Thân con tồn tại trong Chúa mà thank you.
bụi cho đặt vòng hoa dâng hương và có lời chia buồn sâu sắc nhất cùng gia đình tang quyến
trân trọng kính mời quý hồi. Chúa chẳng có nỗi
ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống đã đổi thay, không mất đi đâu nào. Cuộc đời đã ngừng trôi, tìm về bên tình Chúa. Tình Ngài cuốn tôi theo, đi tìm nguồn hạnh phúc. Ở bên kia cõi đời, Chúa đang chờ đợi. Hạnh phúc đời sau, sự sống đã đổi thay, không mất đi đâu nào. Cuộc đời đã ngừng trôi, tìm về bên tình Chúa. Tình Ngài cuốn tôi theo, đi tìm nguồn hạnh phúc. Ở bên kia cõi đời, Chúa đang chờ đợi.
người nằm xuống, giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống, giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an. Nằm xuống, tiếc gì một đời, sống vì mọi người, âm thầm trong hy sinh tha thứ. Tìm hạnh phúc trong nơi Chúa tôi, không mong ước chi, là trao dâng cuộc đời, dâng phận người, dù mong manh. Nhưng là tay Chúa tác tạo thân con. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống, đất mẹ hiền hòa đón người trở về trong tình yêu bao la thắm thiết. Người từng sống qua bao tháng năm như con sóng xô, giờ đây xa vời vợi thật rồi. Người ra đi, đi về bên Chúa, chính nguồn yêu thương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người,
ơi, xin thương gọi mời đưa người về bên Chúa. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca. Cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha. Nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn.
có dòng lệ thấm xuống hồn Luca, đây là điều tra quản sứ nước Peru, phạm thanh bình quản sứ Sapa, quý cha phó, quý thầy, quý sư, quý đồng mục vụ, cũng như tất cả các hội đoàn và con giáo sứ Sapa, xin thân thành phân ưu cùng đại gia đình ông Luca, xin Chúa thương đón nhận linh hồn Luca về với được Chúa, nơi mà Đức Giêsu Kitô đấng phục sinh đã mở cửa và đặt niềm hy vọng cho tất cả mọi người chúng ta. Thì vì thế tất cả đoàn Sapa đến đây thắp nén hương lòng cùng như hiệp ý cầu nguyện cho ông Luca. Xin Chúa thanh tẩy và thánh hóa linh hồn Luca. Giờ đây tất cả mọi người chúng ta cùng dâng lên Chúa một lời kinh, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Luca. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, lập Cha chỉ biến đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn được cảm về và hãy cho chúng con như chúng con tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng qua đời được nghỉ ngơi đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho ông Luca mới qua đời được nghỉ ngơi đời đời. Xin Chúa cho ông Luca mới qua đời được nghỉ ngơi đời đời. Đây là lòng thành kính tiếc thương linh hồn của Luca. Trân trọng kính mời quý cộng đoàn, chúng ta hãy dành một phút tưởng niệm. Đây là lòng thành kính tiếc thương linh hồn của Luca. Trân trọng quý hội đoàn, chúng ta dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Kính thưa linh hồn cụ Luca Nguyễn Văn Toàn, kính thưa tăng gia cùng tăng quyến, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú cùng toàn thể anh chị em họ hàng nội ngoại gần xa, cũng như các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong cơ sở thôn. Được sự phân công của ban tổ chức lễ tang, tôi xin được thông qua nội dung chương trình lễ viếng, lễ truy điệu, lễ tiến đưa linh cữu cụ Luca Nguyễn Văn Toàn tới thánh đường dâng thanh lễ và đến nơi an nghỉ cuối cùng, gồm có những chương trình, những phần sau. Một,
là thông qua chương trình tổ chức lễ viếng, hai là thông qua quyết định thành lập ban tang lễ, ba là tổ chức lễ viếng, bốn là tổ chức lễ truy điệu và đọc lời điếu, năm là mời một vị đại diện cho gia đình lên đáp tử. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban công tác mặt trận nên thông qua quyết định thành lập ban tang lễ và tổ chức lễ viếng. Xin trân trọng kính mời ông. Trước khi thôi tổ chức lễ viếng, xin kính mời tất cả mọi người hiện diện ở đây đứng để cùng tham dự vào buổi lễ viếng, cho thêm phần long trọng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc thành lập ngày 23 tháng 5 năm 2023, quyết định thành lập ban tang lễ. Căn cứ theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân về việc tổ chức tang lễ đối với công dân sống ở địa phương, căn cứ theo quy ước của thôn Thành Lập 1 về việc tổ chức tang lễ và tiễn đưa người dân sống trong địa phương khi qua đời, nay cơ sở thôn Thành Lập 1 thành lập ban tang lễ để tổ chức tang lễ và tiễn đưa đối với cụ Lũ Ba Nguyễn Văn Toàn gồm những ông bà có tên sau: một, ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban công tác mặt trận làm trưởng ban; hai, ông Nguyễn Ngọc Thông, trưởng chi hội người cao tuổi làm phó ban; ba, ông Nguyễn Văn Việt, chùm trưởng giáo xứ làm phó ban; bốn, ông Nguyễn Thanh Cử, trưởng chi hội cựu chiến binh làm ủy viên; năm, ông Nguyễn Văn Trắng, chi hội trưởng chi hội nông dân tập thể làm ủy viên; sáu, bà Nguyễn Thị Nái, trưởng chi hội phụ nữ làm ủy viên; bảy, ông Nguyễn Văn Bình, trưởng giáo xóm Du Xe làm ủy viên; tám, bà Nguyễn Thị Xít, trưởng đội 5 làm ủy viên; chín, ông Nguyễn Văn Long, trưởng đội 6 làm ủy viên; mười, mời ông Nguyễn Văn Hợi, đại diện gia đình làm ủy viên. Thay mặt ban công tác mặt trận, quyền trưởng ban, ông Nguyễn Văn Bình. Kính thưa tang gia tang quyến, cụ Luca yêu mến của chúng ta không còn nữa. Cụ đã lối gót tiền nhân trở về cõi vĩnh hằng, để lại cho gia đình thân tộc hàng xóm láng giềng, đoàn thể chúng tôi nối tiếp thương vô hạn. Cụ ra đi nhẹ nhàng thanh thản, bắt đầu cho một cuộc lữ hành. Cụ ra đi như một cánh hạc rũ áo bụi trần, quyện vào gió lương theo mây, đi về chốn vĩnh hằng, về nơi hạnh phúc đời đời. Cụ đã nặng nề ra đi không một lời chăm chối, không một câu giã biệt. Có lẽ cụ đã chọn cho mình một chuyến đi xa không trở lại, tránh mọi phiền muộn vấn vương cho con cho cháu. Đây là một mất mát to lớn không gì bù đắp được, chẳng những cho gia đình cụ mà còn cho cả họ hàng làng xóm. Tổn thất này để lại cho gia đình, các con các cháu nỗi đau khôn lường, cũng như niềm tiếc thương của chi hội người cao tuổi chúng tôi.
với niềm tiếc thương vô hạn. Kể từ giờ phút vĩnh biệt cụ, bỏ lại chúng ta những người thân trong gia đình, trong họ tộc, bỏ lại quê hương, nơi mở mắt chào đời và nơi nuôi dưỡng cụ với bao kỷ niệm đáng quý. Cụ bỏ lại tất cả mọi tâm tư tình cảm, những thành quả lao động mà suốt cả cuộc đời cụ đã bỏ công bỏ sức mà tạo thành. Nào là con cháu, nào là họ hàng, nào là bạn bè và cả sự nghiệp, tất cả đều khắc sâu trong tiềm thức của cụ. Có lẽ giờ đây chẳng còn ý nghĩa trong chuyến đi xa, không có ngày trở về. Khi nghe tên cụ đi xa, tất cả họ hàng đều bàng hoàng thảng thốt. Con cháu bạn bè chỉ còn thấy hình bóng cụ lúc ẩn lúc hiện, phản phất nét u buồn. Trong suốt cuộc đời 82 mùa xuân của cụ, cụ luôn sống trung thực, giản dị, khiêm nhường nên được mọi người yêu mến và quý trọng. Với hàng xóm, cụ luôn giữ mối quan hệ thân tình, thân thiết. Với bà con thân tộc, cụ hết lòng yêu thương, quan tâm, giúp đỡ và chỉ bảo cho các con, các cháu biết được đạo lý làm người. Trong gia đình, cụ là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, hết lòng yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ con cháu và xây dựng gia đình hạnh phúc. Những tình cảm và phẩm chất đạo đức của cụ, con cháu nội ngoại, họ hàng, bà con, đối xóm và hội viên, người cao tuổi chúng tôi mãi ghi nhớ và biết ơn. Trong giờ phút đau thương này, toàn thể chúng tôi và mọi người có mặt ở đây xin kính cáo nghiêng mình trước linh cứu cụ và cầu cho linh hồn cụ sớm được về nơi thiên đàng hưởng hạnh phúc đời đời. Giờ đây, trước giờ phút vĩnh biệt này, chúng tôi xin tất cả mọi người cùng chúng tôi dành một phút mặc niệm. Vậy xin mọi người dùng một phút mặc niệm vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đình lên có lời đáp tử. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa ban lãnh đạo, các ban ngành cùng toàn thể nhân dân trong họ thành lập một cụ Luca của chúng tôi đã được bố bạn về, các ban ngành đã đến thăm và động viên. Đặc biệt ngày hôm nay đã tổ chức lễ kính viếng và lễ truy điệu được trang trọng và ý nghĩa. Không biết nói gì hơn, tôi đại diện thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn và ghi những lời sâu sắc và cảm ơn tất cả mọi người trong quý vị và toàn thể nhân dân trong thôn Thành Lập. Thank you.
và ô tời vất vả. Ngày hôm nay đây cha mất các con, suốt cuộc đời này lòng con thương mẹ. Con biết rằng cha đã bao nhiêu từng trải, vì con cho cha khổ rất nhiều. Mà ngày hôm nay con chưa bao đáp được bao nhiêu, thì cha con ta đầy chính những việc của mình. Cha ra nơi rơi vào lòng cho đâu có biết, trong quân ngập của mình con biết cha ra. Thế là chỉ còn một sự khác nữa. Thank you.
bà con và thánh thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Sapa chỉ có lời chia buồn cùng với gia đình đang tiễn. Có biết bao nhiêu người sinh ra thì cũng có bấy nhiêu cái chết, và bao nhiêu người sinh ra thì cũng có bấy nhiêu cuộc hành trình trên lữ thứ trần gian này. Nhưng có người thì chúng ta gặp, còn rất bao nhiêu người chúng ta chẳng gặp bao giờ. Nhân dịp quốc khi sinh ra và sống trên trần gian này, chúng ta có cơ duyên để chúng ta gặp nhau và đồng hành với nhau. Với ông Luca Nguyễn Văn Tọa, 20 năm cả chùm cả quảng cho giáo họ thành lập, và hôm nay giáo xứ thành lập, và cùng với tất cả các ông bà chùm trong giáo xứ Mái Xuyên đã tận tâm tận lực để phụng sự Chúa. Đức Tổng Thu Xe của chúng ta đã quyết định trong quy chế của Hội đồng Phục vụ giáo xứ, những người, những ông bà đã tham gia các khóa ban hành giáo của các giáo xứ giáo họ từ trước tới đây, khi hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, an nghỉ trong Chúa và cách đây an táng đồng tế, tùy thuộc vào cha xứ và các cha liên quan, thì với ông Luce Nguyễn Văn Toàn, các thánh giáo số này luôn phải che biết tôi chỉ là người mà gần gũi và được đồng hành, được cộng tác để xây dựng giáo xứ Mái Vàng, và hôm nay là giáo xứ thành lập tách ra. Hôm nay tôi về cùng với cha quê hương, cha xứ Cha Kho và cha xứ Cha Ba để đồng tâm thanh tay an táng, để cầu nguyện cho linh hồn chúng ta. Vâng, kính thưa anh chị em, mỗi một cuộc sống chúng ta là một cuộc hành trình để chúng ta đi về để tìm hạnh phúc ở nơi Chúa. Tên ông là Tòa, nhưng tôi nghĩ là ông cũng đi nhiều lắm, chứ không phải lúc nào cũng an toàn. Và an toàn chẳng qua là có mấy năm vừa rồi là tai biến, là nằm ở trên giường thôi, còn là đi nhiều lắm, bởi vì trong những lúc mà khó khăn vất vả trong ban mục vụ ai cũng biết, thì thời buổi bây giờ phải chấp nhận, nhưng tất cả vì Chúa, ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu thì việc phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Với công phó của ông Luca khi còn sống ở trần gian này, tham gia tất cả các khóa ban mục vụ của giáo họ, giáo xứ, hôm nay Chúa gọi về với Chúa để nghỉ ngơi. Chúng ta cùng với ông cố là ông Luca để chúng ta tạ ơn Chúa. Đồng thời chúng tôi cũng cầu nguyện bởi vì kiếp người không sao tránh hết những thiếu sót, khuyết điểm lầm lỗi. Chúa nhân từ là Cha sẽ tha thứ cho. Để cử hành thánh lễ và để lời tạ ơn và lời cầu nguyện được xứng đáng Chúa chấp nhận, khi Chúa tha thứ tất cả những gì thiếu sót ở nơi mỗi người chúng ta, chúng ta vào thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi nhà. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria dòng người đồng sinh, các thiên thần, các thánh, cả anh chị em thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
niềm tin của chúng con. Giờ đây xin Chúa thương nhầm lời chúng con khẩn nguyện và làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng. Chính Đức Giêsu sẽ cho người con cái Chúa là ông Luca Nguyễn Văn Toàn được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Khi ấy, Phê-rô lên tiếng nói rằng: quả thật, tôi thấy rõ Thiên Chúa không thiên vị ai, nhưng nơi bất cứ dân nào, hễ ai kính sợ Thiên Chúa và sống ngay chính, đều được Ngài tiếp nhận. Ngài đã gửi đến cho con cái Israel lời loan báo bình an nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người. Hẳn anh em biết điều đã xảy ra trong toàn miền Judea, khởi đầu từ Galilea, liên quan đến Đức Giêsu trong thành Nazareth. Sau khi ông Gioan giao giảng phép rửa, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu cho người. Người đi đến đâu đều ban ơn giáng phúc và chữa lành mọi kẻ bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Phần chúng tôi là chứng nhân về tất cả những điều người đã làm trong miền đất của người Do Thái và tại Jerusalem. Người ta đã treo người lên cây gỗ mà giết đi, nhưng ngày thứ ba Thiên Chúa đã cho người sống lại và cho người hiện ra, không phải với toàn dân nhưng với các chứng nhân mà Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, tức là chúng tôi, những kẻ đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Người đã truyền cho chúng tôi giao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng người đã được Thiên Chúa đặt làm phẩm phán xét xử kẻ sống và chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người, là tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa. Chúa bảo vệ tôi, bảo vệ đâu.
ân dùng Chúa tuôn tràn. Người là Chúa nhân từ, hằng thương người công chính. Tôi vui sướng thành thơi, em hãy thay nhà người. Chúa chân vui Chúa chân vui cô đang yêu gì? Chúa bảo vệ tôi, bảo vệ đạo mỗi con dân mỗi con bài trích sách Khải Huyền. Tôi là Gioan, tôi đã nghe tiếng từ trời phán. Hãy viết, ngay từ bây giờ, phúc cho những người đã chết mà được chết trong Chúa. Phải, Thần Thánh phán rằng, họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi phải vất vả, gian lao, vì các việc họ đã làm đều theo họ. Đó là lời Chúa. Gắn liền với thân phận của con người. Cho dù con người có cố tìm mọi cách để tránh né, để không muốn chấp nhận một sự thật này, nhưng thực tế thì không ai tránh khỏi cái chết. Cái chết nó không trừ một ai. Cho dù có giàu có đến cỡ nào, hay là có nghèo khó ra sao, cho dù là trẻ tuổi hay già cả thì cũng thế. Và cho dù quyền uy danh vọng có như thế nào, thì khi già chết đến, con người không thể trốn tránh được. Và có nhiều người thì cho rằng chết là hết. Nhưng đối với người tin hữu, những người có niềm tin vào Thiên Chúa, thì chết không phải là hết, mà là cánh cửa để bước vào cuộc sống mới. Bởi lẽ cuộc sống thay đổi chứ không mất đi. Thật thế, Đức Kitô con Thiên Chúa đã đến để cứu chuộc con người
và đã mang đến cho cái chết một ý nghĩa mới. Ý nghĩa mới đó là Đức Giêsu đã chết để cứu độ nhân loại. Và chính cái chết của người có giá trị cứu chuộc, bởi vì cái chết đó đã biểu lộ sự trao hiến mạng sống vì tình yêu và vì tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha. Chính vì thế, với người tín hữu trung thành với Chúa, sự chết không còn là một án phạt, nhưng là một phúc thật, như tác giả sách Khải Huyền mà chúng ta nghe trong bài đọc 2 đã viết: phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa. Họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ. Cùng với đó, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma cũng đã khẳng định: đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Vậy nên, cái chết đối với người tín hữu Kitô không còn mang bộ mặt sầu não bi thảm, nhưng đó là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha, nơi mà Thiên Chúa là Cha của mỗi chúng ta sẽ cho chúng ta được chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Người. Thế nhưng, để có được hạnh phúc với Chúa, chúng ta phải có những chuẩn bị ngay trong cuộc sống tại thế này. Vậy phải chuẩn bị thế nào? Thưa, phải tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đứng là sự sống lại và là sự sống. Đó chính là lời khẳng định của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống, và kẻ nào sống mà tin vào Thầy sẽ không chết bao giờ. Quả thật, chính Đức Giêsu đã cho nhân loại chiếc chìa khóa để mở cửa vào sự sống vĩnh cửu. Điều quan trọng là chúng ta có biết dùng chiếc chìa khóa Chúa trao ban để mở cánh cửa mà Chúa đã đặt ra cho chúng ta hay không. Cánh cửa đó là: con có tin thế không? Và bài tin mừng chúng ta biết cô Martha đã trả lời với Chúa bằng một niềm tin mạnh mẽ: thưa Thầy, vâng, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa đấng phải đến thế gian. Kính thưa cộng đoàn, theo ý định nhiệm màu của Thiên Chúa thì cuộc ra đi của ông Luca nằm trong chương trình yêu thương của Ngài. Và chắc hẳn cuộc ra đi này cũng luôn là điều mà ông Luca hằng khao khát và mong đợi, vì đây là cuộc hành trình tiến về nhà Cha, đấng là nguồn mạch sự sống, đấng đã luôn yêu thương ông. Do đó, sự ra đi của ông chắc hẳn không làm cho mỗi chúng ta, và cách riêng là con cháu, cảm thấy quá u sầu và thất vọng. Vì chúng ta được mời gọi tràn đầy, vì đây là một lời mời gọi đầy niềm hân hoan và tin tưởng. Chúng ta hân hoan vì ông cùng Chúa, ông về cùng Chúa là đạt đến cùng đích mà ông hằng mong đợi. Và chúng ta tin tưởng vì ông đã có cuộc sống đơn sơ chân thành, hằng gắn bó với Chúa. Bởi lẽ niềm tin vào Chúa đã không chỉ dẫn đưa ông đến với Chúa, nhưng còn sẵn sàng để ông đi theo Ngài, gắn bó với Ngài và chấp nhận đặt trọn niềm tin vào Ngài. Niềm tin ấy đã được thể hiện trong suốt 83 năm qua của một đời người. Không chỉ trong những ngày tháng sung sướng, ngay cả trong những lúc vất vả đau thương, niềm tin ấy còn thôi thúc ông luôn biết tận trung với Chúa và quảng đại với giáo hội khi sẵn sàng tham gia các chức vụ trong giáo xứ giáo họ. Và được biết ông đã tham gia vào ban mục vụ giáo họ giáo xứ hơn 20 năm và còn thường xuyên giúp đỡ các cha. Và không chỉ vậy, ông còn tạo điều kiện, còn khuyến khích con cháu tích cực tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ cũng như là phục vụ giáo hội. Vậy nên, các con của ông dù ở quê hay đi làm ăn xa cũng rất hăng say cho công việc nhà Chúa để phục vụ giáo xứ, giáo họ. Và hiện tại trong giáo xứ chúng ta, một người con trai của ông cũng đang là thành viên của hội đồng mục vụ giáo xứ. Điều này cho thấy ông đã sử dụng chiếc chìa khóa niềm tin mà Chúa đã trao ban cho ông cách rất hữu dụng. Chính vì thế, chúng ta tin tưởng Chúa sẽ mở cánh cửa để đón rước ông vào nước Ngài. Và tuy nhiên, chúng ta biết trong thân phận con người với nhiều những yếu đuối bất toàn, chắc chắn ông cũng không tránh khỏi những lúc lãng quên chiếc chìa khóa mà Chúa đã trao ban
khi lỗi phạm tới Ngài. Vì thế, hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa ông hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa lấy lòng nhân từ thương tha thứ những lỗi tội ông đã phạm và sớm cho ông được hưởng niềm vui với Ngài. Đồng thời, đây cũng là dịp thuận lợi để mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy duyệt xét lại niềm xác tín của chúng ta nơi Đức Kitô. Niềm tin đó đã được thể hiện cách cụ thể như thế nào trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Ước gì khi đối diện với Đức Kitô đứng là sự sống lại và là sự sống hằng hiện diện mọi nơi mọi lúc trong tha nhân và đặc biệt là trong bí tích thánh thể, thì chìa khóa đức tin mà chúng ta đã được trao ban luôn đặt đúng vào ổ khóa để mở vào một niềm xác tín rằng: lạy Thầy, vâng, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng phải đến thế gian. Anh chị em thân mến, chết là cửa ngõ dẫn vào sự sống mới. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin cho người quá cố và cho chúng ta. Cộng đoàn chúng ta đang hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện và tiễn đưa linh hồn Luca của chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin vì dòng máu cực thánh Chúa đã đổ ra trên thánh giá, cùng với thánh lễ, lời cầu nguyện của cộng đoàn và một đời âm thầm phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội, mà cho linh hồn Luca sớm hưởng mùa xuân vĩnh cửu trên quê trời. Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Đức Giêsu đã phải trải qua đau khổ rồi mới được vào vinh quang dành sẵn cho người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn nuôi noi gương Chúa Giêsu, sẵn sàng đón nhận mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống và luôn tín thác vào Chúa, hầu chứng minh tình yêu vào thập giá Đức Kitô và lan tỏa tình mừng cứu tin mừng cứu độ đến cho nhân loại. Có trọng trách lãnh đạo các quốc gia, thấu cảm nỗi khát vọng sâu xa của con người, hầu giúp họ tìm ra những phương thế tốt nhất xây dựng hòa bình và tình hiệp nhất cho con người và thế giới. Lời cầu xin cho những người đang thất vọng chán trường vì nghèo đói, bệnh tật và muôn vàn thử thách đau thương, luôn trông cậy vào Chúa để được người nâng đỡ chở che, và xin Chúa thương giải thoát các linh hồn nơi chốn luyện hình. Và hôm nay đã hoàn tất tốt đẹp trong thánh ý Chúa. Xin Chúa đón nhận người thân yêu này và cho chúng con luôn chuẩn bị cho ngày Chúa mời gọi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
chị em hãy cầu nguyện để y lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận y lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và miêu lễ cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa xin thương nhìn đến lễ vật chúng con dâng và cho người con của Chúa là Luca mới qua đời được vào chung hưởng vinh quang với con một Chúa, Đấng đã dùng ý tích yêu thương liên kết chúng con nên một, người hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại nguyên quốc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi. Vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các lệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo vinh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa thần. Yeah.
chúng con đã thiệt lại xin Chúa cho chúng con khi tâm phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để nghiệp xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Luca và hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã chúc đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha có hơn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta rằng nguyện ngày cha chúng con ở trên trời, chúng con được danh cha và sáng nước cha chỉ đến khi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin ban bình an cho
trần gian phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngược vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích vượt qua để cầu cho người con của Chúa là ông Luca. Xin thương đón nhận tôi đỡ Chúa vào nhà Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Và kính thưa cộng đoàn, trước khi cử hành nghi thức từ biệt và tiến đưa người quá cố về nơi an nghỉ, chúng tôi nói lúc đầu lễ quy chế của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên đã quyết định, và đây cũng như là một lời cảm ơn của giáo phận, cảm ơn của giáo xứ và giáo họ dành cho những người tham gia các khóa ban hành giáo của các họ, các xứ, có tinh thần phục vụ giáo hội, xây dựng giáo hội địa phương là giáo họ, giáo xứ của chúng ta. Chính vì thế mà quyết định để có thánh lễ an táng đồng thế, khi mà những người đã tham gia các khóa phục vụ nằm xuống, thì cũng như là một lời cảm ơn của bề trên, cảm ơn của giáo phận, cảm ơn của giáo xứ, giáo họ dành cho người tôi tớ của Chúa đã trung thành phục vụ. Chính vì thế mà hôm nay tôi có mặt cùng với cha quý hương, cha xứ, cha phó và cha khách của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng để hương hóa Sapa, để cùng đấng thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho linh hồn Luca. Người chúng ta biết rằng cuộc sống thì luôn luôn có những mặt tích cực, lòng đạo đức, nhưng thế gian mà nó vẫn có những thiếu sót lầm lỗi, tránh sao được. Nhưng Chúa là đấng nhân từ đã không chấp cứ chúng ta và sẵn sàng tha thứ khi mà chúng ta đã thành tâm giáo hội, và thánh lễ cũng là nghi tế thập giá để đem lại ơn cứu độ tha thứ cho chúng ta, những người còn sống và những người đã qua đời. Chúng ta cũng tin rằng qua thánh lễ và lời cầu nguyện của cộng đoàn, Chúa nhân từ tha thứ những lầm lỗi thiếu sót và đón người tôi tớ Chúa là chúng ta vào được nhà Chúa yêu thương. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ tôn nhất thi hành này các truyền thống công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành thống cho Chúa. Vậy chúng ta lại xin Chúa cho thi hành người tôi tớ Chúa là ông Long Can mà Chúa đã, mà chúng ta đang chôn cất vị xác thịt thương khác, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng quý tắc thánh, và xin cho linh hồn Long Can tôi tớ của Chúa được xung vọng với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lực nhân từ cho tin xét xử để tôi tớ Chúa là ông Luca được ơn cứu độ và giải thoát khỏi mọi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chắc thiên thành công vào lòng đưa về làm tù cùng vua muôn đời, để đáng được buồn vui bất tiện là một với cộng đoàn các thánh. Lời cảm thanh của Chúa xin hãy đến kêu dồn, lạy Thánh Thiên Thần Chúa xin hãy đến cầm linh hồn này, xin hãy đón tiếp và dâng linh hồn này đến Chúa tôn nhan đấng tối cao. Oh,
Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn linh hồn ông Luca sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha vì Ta đã ban mọi ơn huệ dồi dào cho người thân yêu của chúng con khi còn sống ở trần gian này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng của lòng nhân hậu Cha và bằng chứng của sự các thánh thông công trong Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô được sống mãi với Chúa bên cạnh người thân yêu của chúng con. Đây là ông Luca. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin thánh thiên thần dẫn đường vào thiên đàng và đi tới nơi. Xin các thánh tử nào còn tiếc ông và hướng dẫn ông vào thánh thời Jerusalem. Vâng. Cha Du Xe Vũ Ngọc Duân, quản hạt miền Bài Xuyên. Kính thưa cha xứ, cha phó, quý cha đồng đế, quý sư, cùng toàn thể cộng đoàn. Vâng, lời đầu tiên con xin được tạ ơn Thiên Chúa, sau là con cảm ơn cha quản hạt miền Bài Xuyên cũng không quản ngại mưa gió về đây chủ sự thánh lễ đồng thế cho ông Luca, người bố của chúng con. Chúng con cũng cảm ơn cha Du Xe Nguyễn Tân Hy quản hạt miền Đại Linh. Hôm qua cha cũng không quản ngại được xa xa xôi cũng về dân, cũng về làm phép nhập quan cho bố con. Gia đình chúng con cũng không quên cảm ơn cha Du Xe Nguyễn Đình Viên, cha phó giáo xứ Sa Pa, cùng toàn thể quý sư, quý cộng đoàn, ban mục vụ giáo xứ Sa Pa cũng không quản ngại đường dài xa xôi cũng về đây thăm viếng và dự thánh lễ đồng thế cùng với cha chủ sư. Cách đặc biệt nhất là gia đình chúng con cảm ơn cha xứ, cha phó no toan để mời các cha khách về để dâng thánh lễ đồng thế cho Luca, người bố của chúng con. Chúng con cảm ơn quý sư, quý ban phục vụ giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ và cũng cùng bạn bè của bố con cũng như bạn bè xa gần của anh em chúng con và các cháu cũng không quản ngại mưa gió mà về đây để cùng thông công thánh lễ đồng thế và cầu nguyện cho bố con. Cuối cùng, thay lời của mẹ con cũng như của gia đình, chúng con cũng không biết nói gì hơn. Trong khi tan ra bối rối công việc, chúng con cũng không tránh các sự về thiếu sót, mong cha, mong các cha cũng thông cảm và cộng đoàn cũng thông cảm cho gia đình chúng con. Một lần nữa, cuối cùng chúng con cũng xin các cha và cộng đoàn cũng như bạn bè của bố con cũng như bạn bè của anh em chúng con tiến đưa bố con ra ngoài đồng sau khi mồ yên mà đẹp. Gia đình chúng con cũng mời các cha và các quý ban mục vụ, quý sơ và cộng đoàn về đại gia đình nhà chúng con ăn chầu uống nước chia buồn cùng gia đình chúng con. Một lần nữa, thay lời của mẹ con và toàn thể gia đình cúi đầu tạ ơn các cha và cộng đoàn.
phận người như áng mây trôi, hợp tan là lẽ cuộc đời. Phận người mong manh quá thôi, người ơi xin đừng quên lãng. Hãy đi tìm nghĩa cuộc đời, chết đi mà vẫn còn hoài. Áo vọng chạy theo nhân thế, chết đi tìm đâu đến ngày ra từ cùng tay trắng thôi. Người ơi kiếp sống trần gian tiến van tìm kiếm ngược trời, Chúa hoài còn mời gọi ta. Giàu nghèo ai đâu khác chi, mộ kia giữa trời im vắng. Lối xưa người đi kẻ về, có ai còn giữ lời thề. Nghĩa tình tàn theo lớp sóng, giờ rất lạnh lùng. Người ơi hãy nhớ đời ta, vào đời rồi sẽ đến ngày xa từ cùng tay trắng. Tìm kiếm nước trời.
hoài còn mời gọi ta. Xin phó thác linh hồn trong tay Cha, lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Bên người con ẩn náu, an tâm chẳng lo âu, tin rằng trong tay Chúa con đâu phải sợ chi. Lạy Chúa xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Con thành bia Chê-diễu, định thu hạ hệ chiêu, đoa đầy thân cô thế, ai ai cũng cười chê. Dù thế con vẫn trông cậy, vì Chúa Thiên Chúa của con. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Như người mang an chiến, bạn bè lánh xa xa, xin người thương giải pha âm mưu kẻ thù con. Lạy Chúa xin tỏ nhan người, nhìn đến tôi tớ Chúa đây. Này ai luôn tin kính Chúa, hãy mừng vui hiên ngang. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha, con xin phó thác
linh hồn trong tay Cha. Chúa đã tạo dựng đất trời và định vị cho muôn vàn tinh tú. Chúa đã dùng nước rửa tội tái tạo con người đang bị dây tử thần trói buộc giam cầm. Chúa truyền cho Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con sau khi bẻ gãy xiềng xích ngục tù, trỗi dậy để cứu độ những kẻ có lòng tin và phục hồi các chi thể của họ. Vậy lạy Chúa xin thương xót nhìn đến ngôi mộ này mà truyền cho tôi tớ Chúa nghỉ yên trong đó, và đến ngày phán xét xin cho tôi tớ Chúa được sống lại làm một với các thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tổng sao không chưa? Sao bỏ bài ra đằng sau lại như một hai? Chú tự. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho ông Luca của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cũng thương cho ông Luca của chúng con đây được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm biết thống hối, xin thương đưa ông Luca của chúng con về trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho ông Luca của chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc sức dầu thánh. Xin thương nhận ông Luca của chúng con vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng ông Luca của chúng con trong tiệc thánh mình và máu Chúa. Xin thương nhận ông Luca vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ ông Luca. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha kẻ làm dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa làm chủ cả người sống lẫn kẻ chết, và thương xót hết mọi người mà Chúa biết sẽ được thuộc về Chúa nhờ lòng tin và việc làm của họ. Nhờ lời chuyển cầu của toàn thể các thánh, chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho tất cả những ai còn sống hay đã qua đời mà chúng con đang tưởng nhớ và cầu nguyện, được Chúa tỏ lòng nhân ái, tha thứ tội lỗi,
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn ông Luca được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn này. Con một ngày, Chúa khoan dung rộng lượng.
khoan dung rộng lượng vô biên. Bao năm rồi cuộc đời hy sinh để sống luôn yêu thương mọi người, một đức tin trung kiên tuyệt vời. Thank you.
phong mất đi lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Trời thì nắng tan đi, cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao chọn một kiếp này, dù sống hay chết đi.